chạnh lòng. Lỗi của người lớn thì phải bắt con nít nó gánh chịu những cái điều đó. Nếu mà mình không, đừng có cương nhau quá, hiểu không? Đừng có cái tôi của mình lớn quá thì mình nhịn nhau, thì có lẽ là cháu nó sẽ còn cha còn mẹ. Một cha một mẹ không gì bằng hết á. Mình cũng đã từng trải qua cảnh mà mẹ mình mồ côi mẹ từ khi mà chưa được 10 tuổi rồi, có cảnh dì ghẻ con chồng. Mình hiểu được cái cảm giác rằng không có ai bằng mẹ ruột. Có những cái mối quan hệ mà mình bắt buộc mình phải gặp, có những con người mình bắt buộc mình phải gặp, và có những trường hợp mình bắt buộc mình phải gặp để mình nhận được điều gì đó. Nhưng mà quan trọng cuối cùng là cái gì đã qua rồi thì nên để cho nó qua. Đúng rồi. Mình nên nhắc lại ở một cái khía cạnh là đó chỉ là một cái kỷ niệm. Rút bài học. Dạ, để rút mình rút được bài học thôi. Chứ bài học. Nó không phải là một cái niềm đau gì đó mà khiến cho chúng ta phải đau đớn trong lòng. Mà trên đời này thì không có bài học nào giống bài học nào. Không có bài học nào giống bài học nào. Ứng dụng NetLove sẽ được ra mắt vào tháng 12, 2020 đây. Và hãy đến với NetLove nhé, nơi sẽ kết nối tình yêu. Các bạn yêu mến, hôm nay thì mắt của Lương Du Huy hơi có vấn đề một chút, nên cho phép Lương Du Huy đeo mắt kiếng nhé. Thưa quý vị, lời nói đầu tiên cho phép Lương Du Huy xin gửi lời chào đến tất cả quý vị. Những người đang xem chương trình của Ông Bố Nói Gì. Và Huy hy vọng là những cái tâm sự và chia sẻ của tất cả những ông bố ngày hôm nay sẽ là một cái điều gì đó gắn liền với thực tế trong cuộc sống, và là một điều gì đó có hướng tích cực và chia sẻ những cái tình cảm này đến tất cả quý vị. Mà mời quý vị cùng Ông Bố Nói Gì. Yeah. Tôi nói chuyện giống MC quá. Ê, không lẽ giờ em qua đây, anh vô đây ta? Đấy cũng được luôn nha. Bây giờ mình phải khai thác những câu chuyện mà khán giả muốn nghe. Đó chính là gì? Là về câu chuyện của anh và Huy. Câu chuyện của tôi. Đấy, anh, đầu tiên khi mà là biết tin vợ mình cứng bầu, anh cảm thấy như thế nào? Đầu tiên là một cái cảm giác nó thật là khó tả. Anh em mình như nhau thôi. Nó sung sướng mà nó lâng lâng lắm. Tại vì thì ra trước giờ mình chưa bao giờ mình nghĩ mình là bố của trẻ con. Mà bây giờ mình nghe bao nhiêu những anh em mà đồng nghiệp mình có con có rồi, mà đến lượt mình quái lắm. Mình lâng 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 mà cái cảm giác nó không thể nào tả được. Khoảng thời gian mà là anh chăm sóc vợ khi mà mang thai nó có cực không? Thật sự là thương lắm ở 2-3 tháng đầu. Đó, anh em mình cũng biết rồi, là ôm cái bồn nghén á, ói hoài. Nghén, ói mà mật xanh mật vàng luôn á. Nghĩa là không có một cái gì mà nạp vô người được. Mình nói, trời ơi, một người mà không có cái gì nạp vô người như vậy thì nước, chỉ uống nước thôi làm sao mà sống được. Vậy thì là trong cái quá trình mà là chị mang á, chị có hay khó chịu hay là ốm nghén nhiều không anh? Ốm nghén thì rất là nhiều, nhưng mà khó chịu thì tùy tâm tính. Bỗng nhiên có một cái vật thể giống như là có một cái gì đó lạ mà đặt vô một cái con người của mình mà, đúng không? Cho nên là phụ nữ thay đổi nhiều trạng thái đó. Về công việc của chúng ta đó, thì em thấy cái thứ mà chúng ta tốn nhất đó chính là thời gian. Và chắc chắn anh cũng sẽ vậy. Vậy thì cái khoảng thời gian mà là chị đang mang thai đó, thì anh quán xuyến thời gian của mình như thế nào để có thể vẹn cái đôi đường cũng như là anh đi làm được mà anh có thể chăm sóc vợ con được? Cái đó là một cái phải gọi là nghệ thuật sắp xếp. Bởi vì nghề của anh em mình thì biết rồi, nó không có một cái giờ giấc nào nó rõ ràng hết. Đi miết à? Đó, rồi lúc thì anh em hứng lên, mày đang đâu? Đó, tùm lum hết. Nói chung là mình đang trở thành một cái con người tự do. Bây giờ thì lấy vợ rồi, đã bớt một cái tự do rồi, và bây giờ có trách nhiệm thêm một coi như là sản phẩm chung của hai đứa nữa, thì lại càng coi như là phải sắp xếp cái sự tự do nó trật tự lại. Vậy thì cái lúc mà là chị sanh nở, là chị lâm bồn á, là anh có mặt ở đó luôn hay là anh phải đang làm một công việc gì đó khác? Lúc đó thì có bao nhiêu công việc cũng phải bỏ hết. Bởi vì cái cảm giác mà làm ông bố, hai ông bố biết rồi, nó hân hoan lắm, nó khoái chí lắm, đã lắm. Nhìn nó làm sao đó để nhìn xem nó có giống mình không. Nhìn nó không biết là cái hồi hộp biết không.
biết là mình giống mình hay giống bà ta. Nhưng mà nó khoái giống mình hơn, phải không? Ừ. Tại vì trời ơi, cái lúc mà từ bệnh viện mà cắm con xong đó nha, thì phải để con vô lồng kính, đúng không? Đó là cái nguyên tắc bắt buộc của bệnh viện. Xong sau đó thì mình chạy xe về nhà đó. Trời ơi, mình muốn hét lên trong xe như thằng điên đó. Trời ơi, tôi có con trai rồi, tôi có con trai rồi. Lương như con rồi, trời ơi, nó cứ hét lên như điên khùng, mà may người bên ngoài người ta đâu có nhìn. Mình vừa lái xe vừa mở nhạc mà. Ồ, vậy thì là em có thể tưởng tượng ra lúc mà là hai mẹ con mà về nhà đó nha, chắc là anh ôm bé suốt luôn đúng không? Anh đúng cưng đựng bé suốt luôn đúng trời không? Hời cái mùi nó mít. Thậm chí bây giờ cô nhà mình là 7 tuổi rồi mà vẫn thích ôm hời nó. Nhiều lúc nó lớn thì nó đâu có cho mình ôm hời như ngày xưa. Mình phải lén lén đó nha. Đi đâu về lén vô mở cửa phòng đó. Xong xong hời nó một cái, có hôm nó cho, có hôm nó không. Vui nó cho, buồn không cho. Ê, tự nhiên cái lúc mà mình làm ba xong cái mình hèn ghế anh. Mình hơi bị hèn luôn á, mình không có dám xin cái gì hết trơn. Trời ơi, mình lén làm luôn rồi. Xin nó không cho, sao phải làm lén chứ. Và là trong cái khoảng thời gian mà là hai vợ chồng ở nhà mà đã chăm sóc con cái, là có sự hỗ trợ đến từ hai gia đình không? Thì mọi người cũng biết là Lương Như Huy thì mồ côi mẹ từ nhỏ, và bố thì đã mất được 2 năm. Cho nên là bên nhà nội là không trông mong gì hết, trông chờ bên nhà ngoại thôi. Thì có bà ngoại lên chăm sóc rồi. Và thường thường con gái sinh thì không có gì bằng mẹ ruột hết á. Dạ đúng. Đúng không? Chỉ có mẹ ruột hoặc chị em ruột là chăm là tốt nhất thôi. Chứ lúc đó cũng không có một cái, mình có bao nhiêu tiền mà mình thuê mướn hay mình nhờ vả, cũng không có ai giúp được bằng gia đình. Vậy đó cũng là một hậu phương vững chắc để anh có thể an tâm để mà anh đi làm việc. Có một khoảng thời gian nào đó mà anh mãi mê với công việc của mình mà anh không có dành đủ thời gian nha cho gia đình của mình? Đôi lúc cũng có chứ, nghề mình làm sao tránh khỏi được. Nhưng mà mình nói chung là với cái tài sắp xếp của mình thì mình cho bình yên hết. Ghê vậy ta. Cái quan trọng nhất là cái tự mình thích làm gì. Trải nghiệm đúng không? Đó. Nhưng mà mình làm sao đừng để cho nó ồn ào và đừng để cho nó lộn xộn thôi. Làm sao nó đầu xuôi đuôi lọt. Thì ở nhà đó nha, anh đang muốn là sẽ nuôi dạy bé theo cái cách của anh, hay là anh sẽ để cho bản thân bé tự phát triển? Lương Như Huy là một người gốc miền Trung, lại sinh ra ở Thái Nguyên, tức là gốc Bắc. Thì Huy là trai Bắc cho nên là Huy rất là thích con mình nó phải theo cái chuẩn mực. Mình là sẽ truyền cho cháu những cái kiến thức, ngoài những cái kiến thức mình cho đi trường học này kia, nhưng mà mình phải truyền cho kiến thức. Bản thân là dẫn hay cho cháu đi về quê để nó làm gì, để nó không quên được cái quê hương cội nguồn của mình. Cái điều đó là Huy giáo dục từ cái truyền thống gia đình rồi. Truyền thống gia đình là luôn luôn nghĩ rằng con là con trai cả, con phải gánh vác rất nhiều thứ, sau này con phải dạy em con nữa. Rồi con phải biết về quê cha đất tổ, rồi con phải biết thắp hương cho ai, cho ai, ai sinh ra con rồi ai sinh ra bố thì bố mới được cái như ngày hôm nay. Thì con phải duy trì cái điều đó để con sau này con còn dạy đời con của con, đời cháu con nữa. Đó. Dù muốn gì đó thì là cây nó cũng phải có gốc. Đúng rồi. Cội nó cũng phải có nguồn. Đúng cái rồi. Gì nó cũng vậy. Nhưng mà ở một cái khía cạnh nào đó thì là em lại thấy nó sẽ hơi bị áp lực cho bé. Tại vì thường thường á nha, đối với lại những người phụ nữ là họ sẽ muốn con mình sẽ được phát triển một cách thoải mái, tự do hơn. Vậy thì có bao giờ là chị vợ ở nhà là sẽ có mâu thuẫn với anh đối với cái vấn đề là nuôi dạy con như vậy không? Thì trước thì bà ấy cũng bà người nam mà. Cho nên là đối với miền Tây nữa, không có suy nghĩ nhiều về những cái chuyện giống như phải khuôn phép như là miền Bắc suy nghĩ. Nhưng mà mình thì cũng dung hòa được, bởi vì mình cũng ở trong Nam cũng 30 năm rồi. Mình gần như là trai Nam rồi, nhưng mà vẫn thích nói tiếng Bắc cho nó phát âm cho chuẩn để hát cho hay thôi chứ không có gì hết. Đã, cho nên là mình cũng không có khuôn phép lắm theo rạch như ở ngoài quê. Nhưng mà mình sẽ định hướng được là cứ cho con nó tiếp xúc với cái miền quê hương của mình nhiều. Thì tự nó sẽ nhận thức ra là con sẽ phải làm cái gì. Là cái gì ra cái đó. Nói chung là con được quyền thoải mái phát triển theo những gì con muốn, nhưng mà cái gì ra cái đó. Đúng rồi. Đúng không? Là sẽ có những cái mà là con bắt buộc phải nhớ, chứ con thật không thể nào mà quên đi nguồn gốc của mình. Đúng rồi. Mình cũng để cho cháu tự nhiên trong cái tự phát triển. Anh có 2 bé đúng không? Đúng rồi, sắp tới thì Lương Như Huy có thêm 1 cháu nữa. Đang bầu 5 tháng. Cái này cho phép em được hỏi
riêng bản thân anh thôi nha, không phải là em muốn đào sâu gì cả. Riêng anh Lương Gia Huy thì cứ thoải mái. Ảnh là ảnh thích là ảnh tâm sự, còn anh không thích là anh không tâm sự. À, vậy là mình không cần thiết là phải rào trước đón sau. Nằm thẳng vấn đề luôn đúng không? Đúng, thích là chiều, thích là chiều. Giữa hai vợ chồng, cụ thể là người vợ trước của anh á, là hai tập vợ chồng trước đi, tập trước đi. Ờ, tập trước đi ha. Tập một. Là tập trước là drama nhiều quá anh. Đúng rồi. Tập nó kết thúc nó không được trọn vẹn đúng không anh? Thì nó nhiều cái trong cuộc sống nó có nhiều cái problem. Thì khi mà cái accident xảy ra thì thật lòng là Huy cũng muốn sẵn chương trình này này, Huy chia sẻ là trong cái cuộc hôn nhân á, không có ai khi mà final chia tay nhau ra xong thì không có ai nói rằng tôi là đúng hết, Trong mỗi cái cuộc tình khi mà chia tay nhau xong ra thì tội nhất là con. Thật sự khi mà Huy đã từng trải qua chuyện này rồi thì Huy rất là chạnh lòng và có một cái lời khuyên đến tất cả quý vị. Những người mà những cặp đôi mà đang coi như nhà đang cháy đống, mới đống rơm thôi, chứ chưa đống rạ rồi chưa đến cái củi đâu. Thì nếu có một lời khuyên thì Huy khuyên là những cái gì mà dập tắt được thì nên dập tắt và mỗi người nhịn nhau một chút. Vì khi chia tay nhau ra xong thì thương con lắm. Nhiều lúc mình cứ lén lén mình ôm con vào lòng mà nhiều lúc mình khóc, mà khóc nước mắt đàn ông không rơi từng giọt, mình khóc cái nén trong lòng. Cho nên là Huy có một cái chia sẻ là nếu như mà mình nương nhau được thì mình đừng có cương với nhau. Tại vì cương thì chỉ gặp bác sĩ Cường là chỉ có tắt thôi. Cho nên là thôi mình nhịn nhau đi, nhịn nhau để mà tất cả vì hạnh phúc cho con. Vì con nó đến trường á, nhiều khi mình nghe thầy cô giáo nhắn tin, hôm nay nghe Gia Vĩ ở trong lớp khóc. Nói nhớ mẹ quá, phải không? Thì mình cũng chạnh lòng. Lỗi của người lớn thì phải bắt con nít nó gánh chịu những cái điều đó. Nếu mà mình không, đừng có cương nhau quá, phải không? Đừng có cái tôi của mình lớn quá thì mình nhịn nhau thì có lẽ là cháu nó sẽ còn cha còn mẹ. Một cha một mẹ không gì bằng hết á. Mình cũng đã từng trải qua cảnh mà mẹ mình mồ côi mẹ từ khi mà chưa được 10 tuổi rồi, có cảnh dì ghẻ con chồng. Mình hiểu được cái cảm giác rằng không có ai bằng mẹ ruột. Có những cái mối quan hệ mà mình bắt buộc mình phải gặp, có những con người mình bắt buộc mình phải gặp, và có những trường hợp mình bắt buộc mình phải gặp để mình nhận được điều gì đó. Nhưng mà quan trọng cuối cùng là cái gì đã qua rồi thì nên để cho nó qua. Đúng rồi. Mình nên nhắc lại ở một cái khía cạnh là đó chỉ là một cái kỷ niệm. Rút bài học. Dạ, để mình rút được bài học thôi. Chứ nó không phải là một cái niềm đau gì đó mà khiến cho chúng ta phải đau đớn trong lòng. Mà trên đời này thì không có bài học nào giống bài học nào. Mỗi bài học có mỗi nỗi đau riêng. Em thấy trong những cái lúc mà là hai vợ chồng mà tranh cãi, không phải chỉ riêng gia đình anh đâu mà là còn rất nhiều gia đình khác, thậm chí là kể cả gia đình của em luôn, thì cái ánh mắt của trẻ nhỏ nó khiến cho em phải suy nghĩ rất nhiều. Đúng rồi. Và thậm chí những cái lời nói của bé luôn nó cũng khiến cho em như là xước tim. Có bao giờ mà giữa hai vợ chồng đang cãi lộn rồi đó, con anh nói ra cái câu nào mà trời ơi phải dừng không? Thằng nhóc nhà anh á, nó 5 tuổi thôi, 4, 5 tuổi thôi, nó còn quát bố mẹ. Trời ơi, bố mẹ làm cái gì mà cãi nhau hoài vậy? Nó nói bố mẹ im đi có được không? Nó quá theo bản năng của nó, khi mà thấy tự nó bực bội quá. Đúng rồi, nó như là thật nó bực bội quá, nó cũng chẳng biết nói gì nữa. Nó nói sao sao bố mẹ cái gì cũng cãi nhau được. Cái đó là chương 1, rồi bây giờ là mình tới chương 2 đi anh, thấy không? Chương 2 là chỉ mới là sơ khởi thôi, hình như lại bây giờ chị đang mang. Đúng rồi. 5 tháng rồi hả? Mấy tháng rồi? 5 tháng. 5 tháng rồi hả? 5 tháng. Vậy thì bây giờ là đối với cái chương 2 này nó có khác là chương 1 không, trong cái quá trình mình là chăm sóc á? Khác chứ, đúng không? Chắc chắn phải khác. Cái độ mà tuổi tác của mỗi tập nó cũng khác nhau. Sẵn đây thì Huy cũng bật mí cùng với quý các bạn mà sẵn là một cái sự trùng hợp. Lương Huy yêu hai bà cọp. Và bây giờ mình muốn dành tất cả những cái tình cảm này, cuộc đời này dành cho hai ông cọp con. Và sẵn tiện này là có ông bố, cũng là ông bố mà con mà là 7-8 tuổi rồi đúng không? Bây giờ con chỉ mới 2 tuổi, giờ chuẩn bị 1 tuổi. Nó có quá nhiều bài học, nó có quá nhiều trường hợp mà tụi em phải tập làm quen. Anh có một cái kỷ niệm nào đó trong cái quá trình mà là anh dạy con á, mà là anh có thể chia sẻ cho tụi em được không? Bé nhà anh thì rất là ngoan,
Phải nói là cháu cũng không có mê đồ chơi thì dĩ nhiên đứa con nít nào nó cũng nghiện. Dạ đúng, em cũng mê mà. Đó, nhưng mà được cái là bố đã không thích điều gì, là nghiêm mặt lại cái là rất là sợ. Và không có dám này kia nữa, cũng nghỉ thôi. Nói chung là may mắn Lương Du Y được coi như là cậu con trai cậu cả là cũng rất là ngoan ngoãn nghe lời bố. Và mình cũng rất là open thoải mái. Vẫn phải nhắc là nhiều khi có lười không nói chuyện mẹ, phải bắt ra con phải gọi FaceTime cho mẹ hỏi mẹ ra làm sao như thế nào. Nói chung mình chỉ muốn là đã chia tay rồi thì phải trong văn minh. Đừng soi vào những chuyện cũ nữa, tại vì soi bây giờ với nhau mình cũng không thể nào quay lại với nhau được. Đó là một cái điều hiển nhiên, đúng không? Nếu mà mình cảm thấy mình soi lại, mình móc lại những cái chuyện cũ, mình để hơn thua với nhau nữa mà mình quay lại được với nhau thì mình hẳn làm. Còn mình không làm được nữa thì mình phải nhìn sang phía trước đi. Vì ngựa lúc nào phải phi về đằng trước chứ không phải ngựa phi lùi được, đúng không? Đó, mà luôn luôn mình phải băng băng tiến về phía trước. Tại vì anh nói là băng băng tiến về phía trước rồi, cho nên á, ở cái mục mà là vợ tôi vô số tội á, mình sẽ lấy những cái gì mà nó tiến về phía trước, thấy không? Là ở cái trường 2 đó. Vợ tập mà nha. Hồi trước tới giờ á nha, để ý đi là đều hỏi những ông bố là bây giờ tật xấu gì là đã trải qua rồi. Hiện tại bây giờ nha là anh Gia Huy là đang trong tình trạng luôn đó. Anh, cái mục tiếp theo của chương trình đó là vợ tôi vô số tội, là trong cái lúc mà là đang mang thai á, lúc mà là sinh nở xong á, là bà có thay đổi tính tình sao không? Bây giờ là lên anh chém nè. À, bây giờ lại lên là anh xả ra nè đó. Nhưng mà cái vấn đề bây giờ là chị chưa sanh nè. Thì đó thì chưa sanh thì sẽ có những rất là nhiều thay đổi chứ. Anh biết cách rồi. Tức là như này, anh sẵn đây anh sẽ nói luôn về cả hai nhá. Cái này là anh tiếp lời thì em dám nha. Mình rất công bằng bởi vì mình phải tri ân những người sinh con cho mình. Dạ. Người phụ nữ đó là những người tuyệt vời. Cho nên là Huy muốn nói là khi mà chị mẹ của thằng cu lớn ấy, là khi sinh cháu ra xong thì cũng chẳng có thay đổi tính nết gì hết, cũng vẫn này kia thôi, nhưng mà bà thì tuổi cọp mạng hỏa mà tính hơi nóng tính chút, cái gì cũng ao. Nhưng cái là rất được lòng anh em đồng nghiệp, rất là được lòng đồng nghiệp và rất là sởi lời, tính tình là luôn luôn làm những điều gì tốt nhất cho chồng và vun vén về. Nhưng có một cái là lại hai người bị chật nhiều cái trong cái nghiệp. Ví dụ mình nói cái chuyện này nó nhẹ thôi, bản tính mình thì mình chỉ thích cái sự nhẹ nhàng, mình chỉ thích cái này nhẹ nhàng thì bà làm cho đung lên một cái gì đấy, đung lên một cái gì đấy, làm cho mình nhiều lúc đôi lúc mình cũng bị quê rồi, lâu ngày quá thì cái lửa nó bùng cháy. Đó chính là cái mà không phải là mình nói xấu sau lưng mà đó là một cái sự thật mà như vậy. Còn cái người mà tập hai thì lại ngược lại với người bên kia, tức là nhẹ nhàng nhưng mà cũng biết lo cho chồng này kia, rồi cũng biết vun vén. Tôi nói chung là cọp dữ cọp hiền, chẳng có cọp nào hiền đâu. Đúng, em thấy là không có cọp nào hiền cả. Nhưng mà quan trọng là cái cách mà người ta đối diện vấn đề để mà giải quyết thì em thấy lại có sự khác nhau. Một bên thì là sẽ làm cho đúng nên đi, xong rồi tính đến đâu thì tính đó. Còn ở đây thì là cứ từ từ đã, tôi biết là khó chịu rồi đó, nhưng mà cứ từ từ đã không, để coi có như thế nào. Cầu tính rồi kiểu mặt nặng mày nhẹ đó. Đó cũng làm cho mình bực bội, nhưng mà thôi mình chấp nhận chơi thì chịu, chấp nhận chơi thì chịu. Vậy thì bây giờ thì để khai thác nữa về cái vấn đề nói xấu vợ nó cũng hơi khó ha. Tại vì đối với lại riêng bản thân anh Gia Huy đó nha, thì là anh nhìn nhận mọi việc ở một cái khía cạnh mà thêm thấy đi nha, là nó rất là thuận tình thuận lý, anh nhận hoàn toàn về mình cả. Bởi vì mình là đàn ông á, mình không thể nào lên mình nói một câu tại bà hết đó. Rồi tại này thì kia hết, mình là đàn ông á, dám làm dám chịu thì phụ nữ người ta mới nể. Còn nói thật là Huy cũng là mẫu đàn ông từng trải. Bây giờ anh nói anh dám làm dám chịu đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Bây giờ tới một của anh nè, anh vô số tội. Giờ tới một khai trong đó. Tập 1, tập 2 anh đã làm những gì cho tập 1, tập 2 buồn, anh đã làm gì anh nói hết đi. Đàn ông thì ai cũng biết tứ đổ tường. Dạ. Chỉ sao? Cỡ nào cũng phải dính. Anh em mình làm sao tránh khỏi rượu chè, đúng không? Rồi. Nhưng mà mình rượu chè cũng có lúc ham hố quá rồi chơi thâu đêm suốt sáng thì vợ cũng cằn nhằn thôi. Nhưng mà qua ngày mai rồi sau cơn mưa trời lại sáng thôi. Rồi sau cơn mưa thì trời lại sáng. Rồi vợ cũng thừa biết là mình đi chơi với ai.
Thành phần nào rồi anh em ra làm sao, chí tình chí cốt á, chẳng lẽ là làm sao mà quên được. Như ly rượu ngày xưa chí tình chí nghĩa, ly rượu ngày nay không biết nó pha cô. Cái thứ hai thì anh em mình thề đi, có thằng nào mà nhìn thấy con gái đẹp mà không mắt không ngó đúng không, không tin đúng không, chẳng qua là mình nói thẳng với vợ luôn, em ơi anh thấy nhỏ đẹp đấy. Mình nhìn thôi chứ mình có làm được gì, nhìn thôi chứ mình có làm được gì đâu. Lúc kia băng lãnh đàn ông luôn á, thiệt á. Bây giờ mình đẳng cấp hơn. Em ơi em ra xin luôn đi. Để làm gì? Mời người ta quay MV. Wow. Mời người ta đóng. Đúng không? Hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lệ. Đúng không? Mà nhất là hai tập rồi. Thì Huy chỉ nói thật sự với những người đàn ông mà từng trải hay là chưa từng trải ở trong chương trình này. Chúng ta đã có vợ rồi thì mình bây giờ mình đừng có thay đổi. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu những hệ lụy khủng khiếp khi mà thay đổi. Cái nặng nhất Huy đã nói từ đầu, đó là con. Đó là vết thương lòng của con mình. Nó cực kỳ khủng khiếp. Mà lâu lâu mà nó nói những cái câu mà mình tê tái, tê tái trong trái tim. Và nhiều cái thứ khác nữa lắm, rất rất là nhiều. Chỉ có người từng trải. Hy vọng rằng nha là sẽ ít người phải trải qua qua chương trình này. Đúng rồi, đúng vậy, phải rất ít người là trải mong qua. Mọi người một điều nhịn chín điều lành. Đúng vậy, bây giờ cương ai thì cương, như là anh Huy đã nói rồi, cương vợ thì chỉ có nước gặp bác sĩ cương thôi đó. Cho nên là nhường được gì nhường nha mấy anh.